Còn bây giờ, xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Vương Nhất Bác bị đéo tin giữa tin đồn hẹn hò, liệu có vào vết xe đổ của Thái Tử Khôn? Vương Nhất Bác hiện đang được xem là đỉnh lưu trẻ của giới giải trí Hoa ngữ, có một lượng lớn người hâm mộ. Tuy nhiên, mới đây Vương Nhất Bác được cho là sao nam liên quan đến tin đồn hẹn hò đang được nhắc đến trên mạng. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, đời tư của các nghệ sĩ cũng được đông đảo khán giả quan tâm. Mới đây, Vương Nhất Bác bất ngờ trở thành cái tên được nhắc đến nhiều trên khắp các nền tảng mạng xã hội, khiến blogger Trương Tiểu Hàn đã khẳng định chuẩn bị bóc thêm chuyện hẹn hò của một sao nam đình đám. Theo đó, Trương Tiểu Hàn đã đăng tải loạt hình ảnh minh họa kèm theo miêu tả chi tiết về nam định lưu đang bí mật hẹn hò, gọi tắt là Tiểu X. Người này ra mắt trong nhóm nhạc nam, khí chất rất đặc biệt, thu hút nhiều người hâm mộ. Tiểu X có sở thích lái mô tô và từng có tin đồn hẹn hò với nữ định lưu, đã có 3 mối tình đều là các chị gái. Năm 2018, trong lúc quay phim đã yêu một chị gái R lớn hơn 6 tuổi, hai người hay tới sàn nhảy, cuối cùng bị phán bắt gặp. Tiểu X năm 2020 đến Hải Nam với sao nữ thời trang, lúc đó sao nữ này đang hẹn hò với một nam diễn viên khác. Từ miêu tả của Trương Tiểu Hàn, cư dân mạng lập tức liên tưởng đến Vương Nhất Bác. Nam diễn viên từng là thực tập sinh nhà YG và D-Bird với tư cách thành viên nhóm nhạc nam Uniqlo. Vương Nhất Bác biết lái mô tô và từng có tin đồn hẹn hò với Triệu Lệ Dĩnh. Đây không phải lần đầu tiên Vương Nhất Bác vướng phải những nghi vấn hẹn hò. Trước đây, nam diễn viên cũng từng được cho là hẹn hò với loạt tiểu thư giàu có như Mạnh Mỹ Kỳ, Kỳ Mỹ Hợp, khiến nam tài tử bị chỉ trích là đa tình. Năm 2019, tài tử Trần Tình Lệnh từng nhiều lần vướng tin đồn với Kỳ Mỹ Hợp. Họ Kỳ là thiên kim của tập đoàn Diệu Lai, sở hữu gương mặt cùng chiều cao nổi bật. Chính Kỳ Mỹ Hợp là người khẳng định cô và Vương Nhất Bác đang hẹn hò sau khi đăng tải loạt ảnh cả hai dùng giày đôi, quần áo đôi. Ngoài ra có rất nhiều bằng chứng cho thấy cả hai ở cùng một địa điểm vào một khoảng thời gian nhất định. Nhiều ồn ào tình cảm, công ty quản lý của Vương Nhất Bác liên tiếp 3 lần phát văn bản phủ nhận việc nam thần tượng hẹn hò phú nhị đại Kỳ Mỹ Hợp. Nhiều người cho rằng Kỳ Mỹ Hợp đang muốn nhấn thân vào showbiz nên đã lợi dụng tên tuổi Vương Nhất Bác để thu hút sự chú ý. Ngoài ra, Vương Nhất Bác còn nhiều lần vướng nghi vấn hẹn hò với Trình Tiêu. Cụ thể, Nhân Tình đã tổng hợp hàng loạt khoảnh khắc cả hai liên tục diện đấu đôi trong các sự kiện lẫn những lần xuất hiện ở cuộc sống đời thường. Không chỉ những trang phục quần áo, Trên Tiêu với Nhất Bác còn dùng phụ kiện giày, nón khá giống nhau. Chi tiết này đã khiến Nhân Tình cho rằng cả hai đang bí mật hẹn hò. Vương Nhất Bác sinh năm 1997 là ca sĩ, diễn viên, người nhận chương trình và thi đua mô tô chuyên nghiệp người Trung Quốc. Sau khi tham gia đọc phim Trần Tình Lệnh cùng Tiêu Chiến, đã tạo nên một tác phẩm nổi tiếng khắp châu Á và đưa tên tuổi của Vương Nhất Bác ngày một nội đình nội đàm trong showbiz Hoa ngữ. Ở thời điểm hiện tại, Vương Nhất Bác đã trở thành một trong những ngôi sao có giá trị thương mại cao nhất và là top lưu lượng hàng đầu được đánh giá cao. Sau Trần Tình Lệnh, Vương Nhất Bác có góp mặt trong Hữu Phỉ cùng đàn chị Triệu Lệ Dĩnh. Tuy nhiên sau đó nam diễn viên chuyển sang tập trung cho mạng điện ảnh và không còn đóng thể loại cổ trang ngôn tình lãng mạn hay thanh xuân vườn trường. Thời gian đầu Vương Nhất Bác gây nhiều tranh cãi về khả năng diễn xuất hạn chế. Gần đây hai bộ phim mới ra mắt của nam định lưu là Vua Của Bầu Trời và Vô Danh dần nhận được sự khen ngợi của khán giả. Khả năng vào vai diễn xuất của Vương Nhất Bác tăng lên thấy rõ. Vừa qua, Chi Khổ Tinh Đồ Trung Quốc đã chính thức được công nhận Vương Nhất Bác là nghệ sĩ nổi bật trong lần đầu năm 2023 cùng với nam diễn viên Trương Tùng Văn. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.